Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bàn tay ông trùm FBI khiến bà Hillary Clinton sụp đổ. Bà Hillary Clinton đã quy trách nhiệm cho giám đốc FBI James Comey về thất bại gây choáng váng của bà trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng 11 vừa qua. Bà Clinton nói với những người ủng hộ rằng đội ngũ của bà đã soạn thảo một bản ghi nhớ xem xét những cuộc khảo sát ý kiến cho thấy sự thay đổi trước cuộc bầu cử và bức thư từ ông Comey chính là bước ngoặt. Bà nói quyết định của ông Comey thông báo điều tra lại máy chủ email của bà đã khiến sự ủng hộ suy giảm ở vùng Trung Tây. Bà Clinton thất bại ở bang Wisconsin lần đầu tiên kể từ năm 1984, bang này ủng hộ một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống. Dù vẫn chưa kiểm hết phiếu ở Michigan, bang này hiện đang nghiêng về phía Cộng Hòa. Lần gần đây nhất mà Michigan ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là vào năm 1988. Ông Comey gửi một bức thư cho Quốc hội chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử, thông báo rằng ông đang mở lại cuộc điều tra xem liệu bà Clinton có xử lý thiếu thỏa đáng những thông tin mật hay không khi bà sử dụng một máy chủ email riêng tư thời bà còn là Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2009 đến năm 2012. Một tuần sau đó, ông Comey cho biết ông đã duyệt lại những email và tiếp tục tin rằng bà Clinton không nên bị truy tố, nhưng tổn hại chính trị đã không thể đảo ngược được nữa. Bà Clinton nói với những người tài trợ rằng ông Trump đã có thể chớp lấy hai thông báo của ông Comey và sử dụng chúng để tấn công bà. Dù bức thư thứ hai xác nhận bà không có hành vi sai trái, bà Clinton nói rằng điều này càng khiến những người ủng hộ ông Trump tin rằng hệ thống bị gian lận để có lợi cho bà và thôi thúc họ ồ ạt đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Hãng tin Reuters cho biết đã xem qua bản ghi nhớ mà ban vận động của bà Clinton soạn thảo, trong đó nói rằng những cử tri quyết định ủng hộ ứng cử viên nào trong tuần cuối cùng có thể đã ủng hộ ông Trump nhiều hơn bà Clinton. Bản ghi nhớ kết luận, cuối cùng những diễn biến xảy ra vào phút cuối trong cuộc đua là một trở ngại quá lớn để chúng tôi vượt qua. FBI đã không đưa ra bình luận tức thì về cáo buộc của bà Hillary Clinton. Dennis Chang, người từng làm chủ tịch tài chính của bà Clinton cho biết, chiến dịch của bà và Đảng Dân Chủ Toàn Quốc đã huy động được hơn 900 triệu đô la Mỹ từ hơn 3 triệu nhà tài trợ cá nhân. Toàn văn bài phát biểu sau bại trận của Hillary Clinton. Hillary Clinton kêu gọi mọi người chấp nhận kết quả bầu cử, đồng thời cổ vũ mọi người nỗ lực theo đuổi ước mơ dù có gặp thất bại. Hillary Clinton ngày 9 tháng 11 gửi lời tạm biệt đến người ủng hộ và đội ngũ nhân viên chiến dịch tại khách sạn New Yorker ở Manhattan. Đây là bài diễn văn đầu tiên của bà sau khi thất bại trước Donald Trump trước cuộc bầu cử tổng thống. Dưới đây là nội dung bài phát biểu. Cảm ơn các bạn. Một đám đông rất hồ hởi. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây. Tôi cũng yêu tất cả các bạn. Đêm qua tôi đã chúc Donald Trump và đề nghị làm việc cùng ông ấy vì lợi ích của đất nước. Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là một tổng thống thành công của tất cả người Mỹ. Đây không phải là kết quả chúng ta muốn hay đã nỗ lực phấn đấu. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này với những giá trị chúng tôi chia sẻ và tầm nhìn chúng tôi đặt ra cho đất nước. Nhưng tôi cảm thấy tự hào và biết ơn về chiến dịch tuyệt vời mà chúng tôi xây dựng với nhau. Một chiến dịch bao quát, đa dạng, sáng tạo, ngoan cường và tràn đầy sinh lực. Các bạn là những người đại diện tốt nhất cho nước Mỹ. Và được là ứng viên của các bạn là một trong những vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi biết các bạn thấy thất vọng như thế nào bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy. Và hàng chục triệu người Mỹ đã đặt hy vọng và ước mơ vào nỗ lực này cũng thế. Nỗi đau này sẽ còn kéo dài. Nhưng tôi muốn các bạn ghi nhớ điều này. Chiến dịch của chúng tôi không bao giờ chỉ xoay quanh một người hay một cuộc bầu cử. Chúng tôi hướng về đất nước chúng ta yêu thương và xây dựng một nước Mỹ đầy hy vọng, rộng mở với mọi người và hào hiệp. Chúng tôi đã thấy đất nước bị chia rẽ sâu sắc hơn chúng tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn tin vào nước Mỹ và tôi sẽ luôn như vậy. Và nếu các bạn cũng thế, thì chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng về tương lai. Donald Trump sẽ trở thành tổng thống của chúng ta. Chúng ta nên mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo. Nền dân chủ của chúng ta coi trọng việc chuyển giao quyền lực hòa bình. Chúng ta không chỉ tôn trọng mà còn trân trọng điều đó. Việc làm nổi bật sự tôn trọng pháp trị, nguyên tắc mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và vị thế, tự do sùng bái và bày tỏ ý kiến. Chúng ta tôn trọng và trân trọng những giá trị này và chúng ta phải bảo vệ chúng.
Tôi muốn nói thêm rằng, nền dân chủ của chúng ta đòi hỏi sự tham gia của các bạn không chỉ mỗi 4 năm mà là toàn bộ thời gian. Vì vậy, hãy làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy những mục tiêu và giá trị mà tất cả chúng ta trân trọng, đồng thời bảo vệ đất nước và hành tinh. Hãy khiến nền kinh tế có lợi cho tất cả mọi người, không chỉ những người ở tầng lớp thượng lưu. Hãy phá vỡ rào cản kìm chân bất kể người Mỹ nào vươn tới ước mơ của họ. Chúng tôi đã dành 1,5 năm để kết nối hàng triệu người từ khắp mọi nơi trên đất nước để cùng cất tiếng nói. Chúng tôi tin giấc mơ Mỹ là đủ lớn cho tất cả mọi người, từ mọi chủng tộc và tôn giáo, đối với cả nam giới hay phụ nữ, với những người nhập cư, cộng đồng LGBT, đồng tính, song tính và chuyển giới, và cả người khuyết tật, cho tất cả mọi người. Tôi rất vinh hạnh khi được đứng đây với tất cả các bạn. Tôi muốn cảm ơn Tim Kenny và Annie Houghton, đối tác của tôi trong hành trình này. Tôi rất vui khi thân thiết hơn với họ, và điều cho tôi hy vọng lớn cùng niềm an ủi là ông Tim vẫn đứng vững trên tiền tuyến Đảng Dân Chủ của chúng ta, đại diện cho bang Virginia tại Thượng viện. Tôi muốn gửi lời đến Barack và Michelle Obama rằng đất nước nợ hai người lòng biết ơn. Chúng tôi cảm ơn hai người vì sự lãnh đạo khéo léo và kiên định đã có ý nghĩa đối với rất nhiều người Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Với bà Bean và Chelsea, Mark, Charlotte, Aiden, những người anh em và toàn thể gia đình, tôi yêu mọi người nhiều hơn tôi có thể bày tỏ. Mọi người đã đi lại khắp đất nước, thậm chí cả bé Aiden 4 tháng tuổi cũng đồng hành với mẹ trong các chuyến đi. Tôi sẽ luôn biết ơn những người tài năng và tận tụy tại trụ sở của chúng tôi ở Brooklyn và trên khắp đất nước. Các bạn đã đổ tâm huyết vào chiến dịch này. Một số người trong các bạn là những người kỳ cựu đã từng tham gia các chiến dịch khác. Còn đối với một số người, đây là chiến dịch đầu tiên. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng các bạn là đội ngũ tốt nhất một người có thể mong đợi. Và gửi đến hàng triệu tình nguyện viên, các nhà lãnh đạo cộng đồng, nhà hoạt động và các tổ chức công đoàn, những người đã đến từng nhà gõ cửa, trò chuyện với hàng xóm, đăng tải trên Facebook, thậm chí cả các trang Facebook cá nhân bí mật để ủng hộ tôi. Tôi muốn tất cả mọi người bước ra phía trước và đảm bảo rằng tiếng nói của các bạn được nghe thấy. Với những người đã đóng góp, thậm chí là khoản nhỏ như 5 USD, đó là động lực giúp chúng tôi vận hành chiến dịch. Cảm ơn các bạn. Với tất cả chúng ta và người trẻ nói riêng, tôi hy vọng các bạn sẽ nghe điều này. Như Tim đã nói, tôi dành toàn bộ cuộc đời để đấu tranh cho những gì tôi tin tưởng. Tôi đã gặp thành công và cả thất bại, đôi khi rất đau đớn. Nhiều người trong số các bạn đang trong giai đoạn chập chững trong nghề nghiệp hay sự nghiệp chính trị, các bạn cũng sẽ gặp thành công và thất bại. Việc thất bại rất đau đớn, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào việc chiến đấu cho lẽ phải, vì việc đó đáng để làm. Vì vậy, chúng tôi cần các bạn tiếp tục chiến đấu, hiện giờ và cả suốt cuộc sống sau này. Tôi muốn nhắn nhủ với những người phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ, những người đã đặt niềm tin vào chiến dịch này của tôi. Tôi muốn các bạn biết rằng không có gì khiến tôi tự hào hơn là được làm người che chở cho các bạn. Giờ đây, tôi biết chúng ta vẫn chưa phá vỡ trần kính cao nhất và khó khăn nhất. Nhưng một ngày nào đó, một người nào đó sẽ làm được và hy vọng việc đó xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ. Và hỡi những cô bé, đừng bao giờ nghĩ rằng các cháu không đủ quan trọng, mạnh mẽ và xứng đáng với tất cả cơ hội trên thế giới để theo đuổi và đạt ước mơ của chính mình. Cuối cùng, tôi rất biết ơn đất nước và những gì đất nước đã trao cho tôi. Tôi luôn tự hào rằng tôi là người Mỹ và tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng nếu chúng ta đứng cùng với nhau, làm việc cùng nhau khi tôn trọng khác biệt của nhau, củng cố niềm tin và tình yêu đối với đất nước này, tương lai tươi đẹp sẽ luôn ở phía trước. Bởi vì các bạn biết đấy, tôi tin rằng chúng ta mạnh mẽ khi ở bên nhau và chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước. Và các bạn đừng không bao giờ hối hận vì đã đấu tranh cho điều đó. Kinh Thánh đã nói rằng chúng ta sẽ gặt hái thành công nếu kiên trì. Các bạn của tôi ơi, đừng chán chường và mất nhiệt huyết vì sẽ còn nhiều mùa vụ đến và có nhiều việc phải làm. Tôi vô cùng vinh dự và biết ơn vì đã có cơ hội đại diện cho tất cả các bạn trong cuộc bầu cử này. Mong Thượng Đế ban phước lành cho các bạn và nước Mỹ. Hai triệu người Mỹ kêu gọi cử tri đoàn loại Trump chọn Clinton. Quý vị và các bạn thân mến, hơn 2 triệu người Mỹ ký vào đơn kiến nghị trực tuyến kêu gọi cử tri đoàn chọn Hillary Clinton làm tổng thống thay vì Donald Trump. Đơn kiến nghị được lập trên trang gen.org ngày 9 tháng 11 sau khi Donald Trump đắc cử tổng thống. Đơn kêu gọi cử tri đoàn phớt lờ kết quả bỏ phiếu tại các bang và chọn Hillary Clinton. Theo People, đơn kiến nghị viết: Trump không phù hợp làm tổng thống, tính bốc đồng, bắt nạt, dối trá, từng tấn công tình dục và thiếu kinh nghiệm
khiến ông ấy trở thành mối đe dọa nền Cộng Hòa. Clinton thắng phổ thông đầu phiếu và bà nên làm tổng thống. Tính đến chiều ngày 11 tháng 11, đơn kiến nghị nhận được hơn 2,4 triệu chữ ký. Theo đơn kiến nghị, người ủng hộ Clinton sẵn sàng trả chi phí phát sinh cho những người chọn làm đại cử tri bất tín. Cử tri đoàn ra đời năm 1804, gồm 538 đại cử tri. Mỗi bang có số đại cử tri tương ứng với số ghế trong quốc hội, gồm 435 ghế hạ viện, 100 ghế thượng viện. Ba đại cử tri còn lại đến từ Washington DC. Khi người dân Mỹ bỏ phiếu, họ không trực tiếp chọn tổng thống mà đang bầu đại cử tri. Trong năm nay giành ít nhất 290 đại cử tri, còn bà Clinton có 228 đại cử tri. Để trở thành tổng thống, ứng viên cần có 270 phiếu đại cử tri. 26 bang vào Washington DC rằng buộc đại cử tri phải bầu cho ứng viên họ đã cam kết vào ngày 19 tháng 12. Một số trường hợp có đại cử tri bất tín bỏ phiếu ngược với kết quả bỏ phiếu phổ thông và phải chịu phạt. 5 lý do Hillary khó chuyển bại thành thắng trước Trump. Những kết quả kiểm phiếu sau cuộc bầu cử đêm nay đã cho thấy bà Clinton nhỉnh hơn ông Donald Trump về số phiếu phổ thông. Tuy nhiên, vị tỷ phú áp đảo đối thủ về số lượng đại cử tri với con số hơn 290 vượt xa mức quá bán cần thiết. Theo hiến pháp, đại cử tri các bang sẽ nhóm họp vào ngày khoảng giữa tháng 12 và bỏ phiếu để bầu chọn tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Thông thường, ứng viên thắng phiếu phổ thông của bang nào sẽ giành được tất cả phiếu đại cử tri của bang đó. Đến ngày 12 tháng 11, khoảng 3,5 triệu người đã ký tên vào đơn kiến nghị yêu cầu đại cử tri bỏ phiếu cho bà Hillary. Khoảng 30 bang tại Mỹ đã thông qua luật bắt buộc các đại cử tri phải cam kết bỏ phiếu cho ứng viên đại diện đảng của họ. Tuy nhiên, hình phạt cho sự bất trung chỉ là một khoản tiền nhỏ. Phe ủng hộ Clinton tuyên bố sẵn sàng chi trả tiền phạt cho các siêu đại biểu để thực hiện quyền thay đổi kết quả bầu cử ngày 8 tháng 11. Đại cử tri có quyền không theo thông lệ này và trở thành cử tri bất trung. Tuy nhiên, chuyện này rất hiếm khi xảy ra và nó không lệ thuộc vào cuộc bầu cử năm 2016 vì 5 lý do chính sau đây. Thứ nhất, chênh lệch quá lớn về số phiếu đại cử tri. Trong những cuộc bầu cử mà kết quả xít sao, sự thay lòng của vài đại cử tri có thể khiến ván cờ lật ngược. Tuy nhiên, năm nay ông Trump dự kiến có thể được 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của bà Clinton. Như vậy, để đảo ngược tình thế thì cần tối thiểu 37 đại cử tri bất trung. Đây là điều bất khả thi do cách biệt quá xa. Thứ hai, đại cử tri rất trung thành. Các đại cử tri ủng hộ ông Trump đều là của Đảng Cộng Hòa chọn lựa rất kỹ để bảo đảm họ sẽ không bao giờ thay lòng. Dù phần lớn những nghị sĩ, quan chức có tiếng của Đảng đã tẩy chay Trump, khả năng này với các đại cử tri rất thấp. Nếu quay lưng với Trump, họ không chỉ phản bội lại phiếu bầu của người dân mà còn với chính Đảng Cộng Hòa. Dù một số đại cử tri quả thực không hài lòng với Trump, họ nói sẽ tôn trọng kết quả bầu cử. Ông Trump có nhiều lợi thế bảo đảm chiến thắng tuyệt đối khi số phiếu đại cử tri áp đảo và phe Cộng Hòa chiếm đa số ở Quốc hội. Thứ ba, phe Cộng Hòa nắm kiểm soát Quốc hội. Nếu con số đại cử tri quay lưng với Trump không đủ lớn để tạo thế cân bằng trong khoảng 270-270, sẽ khiến quyền định đoạt cuộc bầu cử trở về Hạ viện. Cơ quan này đang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát nên chắc chắn họ sẽ lại bỏ phiếu cho Trump. Nếu muốn ngăn Trump chiến thắng, các nghị sĩ Cộng Hòa phải đồng lòng ủng hộ bà Clinton. Đây là điều không thể xảy ra. Ngay cả những đảng viên Cộng Hòa chỉ trích Trump gay gắt nhất như ông Mitt Romney, Jeb Bush hay John Kasich cũng chỉ nói họ không bỏ phiếu cho cả hai ứng viên, chứ không thể đứng về phe đảng Dân Chủ. Thứ tư, tôn trọng giá trị Dân Chủ. Sự trung thành của các đại cử tri thể hiện tôn trọng các giá trị Dân Chủ của Mỹ. Lịch sử bầu cử của Mỹ trong 80 năm trở lại đây chỉ ghi nhận 9 cử tri bất trung. Trên lý thuyết, họ là người được trao quyền chính thức bầu ra Tổng thống. Và thực tế, các đại cử tri là người xác nhận lần cuối kết quả bầu chọn ở từng bang. Nếu như các bang xảy ra tình trạng một số lượng lớn đại cử tri đào tẩu, thì luật quy định rằng Quốc hội phải bỏ phiếu để xem có thể chấp nhận kết quả ở bang nào. Khi phe Cộng Hòa nắm phe đa số tại Quốc hội, họ sẽ ngăn cản mọi âm mưu muốn cướp chức Tổng thống từ ông Trump. Và điều cuối cùng, bà Clinton đã nhận thua.
Bà Clinton đã tuyên bố thua cuộc, chấp nhận thất bại và công nhận Trump là người chiến thắng. Trước phong trào kêu gọi ký đơn kiến nghị, bà không tỏ ra tín hiệu nào sẽ tham gia điều này. Toàn văn bài phát biểu sau bại trận của Hillary Clinton. Hillary Clinton ngày 9 tháng 11 gửi lời tạm biệt đến người ủng hộ và đội ngũ nhân viên chiến dịch tại khách sạn New Yorker ở Manhattan. Đây là bài diễn văn đầu tiên của bà sau khi thất bại trước Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Dưới đây là nội dung bài phát biểu. Cảm ơn các bạn, một đám đông rất hồ hởi. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì đã ở đây. Tôi cũng yêu tất cả các bạn. Đêm qua tôi đã chúc mừng Donald Trump và đề nghị làm việc cùng ông ấy vì lợi ích của đất nước. Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ là một tổng thống thành công của tất cả người Mỹ. Đây không phải là kết quả chúng ta muốn hay đã nỗ lực phấn đấu. Tôi xin lỗi vì chúng tôi không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này với những giá trị chúng tôi chia sẻ và tầm nhìn chúng tôi đặt ra cho đất nước. Nhưng tôi cảm thấy tự hào và biết ơn về chiến dịch tuyệt vời mà chúng tôi xây dựng với nhau. Một chiến dịch bao quát, đa dạng, sáng tạo, ngoan cường và tràn đầy sinh lực. Các bạn là những người đại diện tốt nhất cho nước Mỹ và được là ứng viên của các bạn là một trong những vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi biết các bạn thấy thất vọng như thế nào bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy và hàng chục triệu người Mỹ đã đặt hy vọng và ước mơ vào nỗ lực này cũng thế. Nỗi đau này sẽ còn kéo dài, nhưng tôi muốn các bạn ghi nhớ điều này. Chiến dịch của chúng tôi không bao giờ chỉ xoay quanh một người hay một cuộc bầu cử. Chúng tôi hướng về đất nước chúng ta yêu thương và xây dựng một nước Mỹ đầy hy vọng, rộng mở với mọi người và hào hiệp. Chúng tôi đã thấy đất nước bị chia rẽ sâu sắc hơn chúng tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn tin vào nước Mỹ và tôi sẽ luôn như vậy. Và nếu các bạn cũng thế, thì chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng về tương lai. Donald Trump sẽ trở thành tổng thống của chúng ta. Chúng ta nên mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo. Nền dân chủ của chúng ta coi trọng việc chuyển giao quyền lực hòa bình. Chúng ta không chỉ tôn trọng mà còn trân trọng điều đó. Việc làm nổi bật sự tôn trọng pháp trị, nguyên tắc mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và vị thế, tự do sùng bái và bày tỏ ý kiến. Chúng ta tôn trọng và trân trọng những giá trị này và chúng ta phải bảo vệ chúng. Tôi muốn nói thêm rằng nền dân chủ của chúng ta đòi hỏi sự tham gia của các bạn không chỉ mỗi 4 năm mà là toàn bộ thời gian. Vì vậy, hãy làm tất cả những gì có thể để thúc đẩy những mục tiêu và giá trị mà tất cả chúng ta trân trọng, đồng thời bảo vệ đất nước và hành tinh. Hãy khiến nền kinh tế có lợi cho tất cả mọi người, không chỉ những người ở tầng lớp thượng lưu. Hãy phá vỡ rào cản kìm chân bất kể người Mỹ nào vươn tới ước mơ của họ. Chúng tôi đã dành 1.5 năm để kết nối hàng triệu người từ khắp mọi nơi trên đất nước để cùng cất tiếng nói. Chúng tôi tin giấc mơ Mỹ là đủ lớn cho tất cả mọi người, từ mọi chủng tộc và tôn giáo, đối với cả nam giới và phụ nữ, với những người nhập cư, cộng đồng LGBT, đồng tính, song tính và chuyển giới, và người khuyết tật, cho tất cả mọi người. Tôi rất vinh hạnh khi được đứng đây với tất cả các bạn. Tôi muốn cảm ơn Tim Kaine và Annie Horton, đối tác của tôi trong hành trình này. Tôi rất vui khi thân thiết hơn với họ và điều cho tôi hy vọng lớn cùng niềm an ủi là ông Tim vẫn đứng vững trên tiến tuyến Đảng Dân Chủ của chúng ta, đại diện cho bang Virginia tại Thượng viện. Tôi muốn gửi lời đến Barack và Michelle Obama rằng đất nước nợ hai người lòng biết ơn. Chúng tôi cảm ơn hai người vì sự lãnh đạo khéo léo và kiên định đã có ý nghĩa đối với rất nhiều người Mỹ và người dân trên toàn thế giới. Và với Bill và Chelsea, Mark, Charlotte, Aydin, những người anh em và toàn thể gia đình, tôi yêu mọi người nhiều hơn tôi có thể bày tỏ. Mọi người đã đi lại khắp đất nước, thậm chí cả bé Aydin, 4 tháng tuổi, cũng đồng hành với mẹ trong các chuyến đi. Tôi sẽ luôn biết ơn những người tài năng và tận tụy tại trụ sở của chúng tôi ở Brooklyn và trên khắp đất nước. Các bạn đã đổ tâm huyết vào chiến dịch này. Một số người trong các bạn là những người kỳ cựu, đã từng tham gia các chiến dịch khác. Còn đối với một số người, đây là chiến dịch đầu tiên. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng, các bạn là đội ngũ tốt nhất một người có thể mong đợi. Và gửi đến hàng triệu tình nguyện viên, các nhà lãnh đạo cộng đồng,
nhà hoạt động và các tổ chức công đoàn. Những người đã đến từng nhà gõ cửa, trò chuyện với hàng xóm, đăng trên Facebook, thậm chí cả các trang Facebook cá nhân bí mật để ủng hộ tôi. Tôi muốn tất cả mọi người bước ra phía trước và đảm bảo rằng tiếng nói của các bạn được nghe thấy. Với những người đã đóng góp, thậm chí là khoản nhỏ như 5 USD, đó là động lực giúp tôi vận hành chiến dịch. Cảm ơn các bạn. Với tất cả chúng ta và những người trẻ nói riêng, tôi hy vọng các bạn sẽ nghe điều này. Như Tim đã nói, tôi dành toàn bộ cuộc đời để đấu tranh cho những gì tôi tin tưởng. Tôi đã gặp thành công và cả thất bại, đôi khi rất đau đớn. Nhiều người trong số các bạn đang trong giai đoạn chập chững trong nghề nghiệp hay sự nghiệp chính trị, các bạn cũng sẽ gặp thành công và thất bại. Việc thất bại rất đau đớn, nhưng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào việc chiến đấu cho lẽ phải, vì việc đó đáng để làm. Vì vậy, chúng tôi cần các bạn tiếp tục chiến đấu, hiện giờ và cả suốt cuộc sống sau này. Tôi muốn nhắn nhủ với những người phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ, những người đã đặt niềm tin vào chiến dịch này và tôi. Tôi muốn các bạn biết rằng không có gì khiến tôi tự hào hơn là được làm người che chở cho các bạn. Giờ đây, tôi biết chúng ta vẫn chưa phá vỡ trần kính cao nhất và khó khăn nhất. Nhưng một ngày nào đó, một người nào đó sẽ làm được và hy vọng việc đó sẽ xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ. Và hỡi những cô bé, đừng bao giờ nghĩ rằng các cháu không đủ quan trọng, mạnh mẽ và xứng đáng với tất cả cơ hội trên thế giới để theo đuổi và đạt được ước mơ của chính mình. Cuối cùng, tôi rất biết ơn đất nước và những gì đất nước đã trao cho tôi. Tôi luôn tự hào rằng tôi là người Mỹ và tôi vẫn tin tưởng sâu sắc rằng nếu chúng ta đứng cùng với nhau, làm việc cùng nhau khi tôn trọng khác biệt của nhau, củng cố niềm tin và tình yêu đối với đất nước này, tương lai tươi đẹp sẽ luôn ở phía trước. Bởi vì các bạn biết đấy, tôi tin rằng chúng ta mạnh mẽ khi ở bên nhau và chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước. Và các bạn đừng bao giờ hối hận vì đã đấu tranh cho điều đó. Kinh Thánh đã nói rằng chúng ta sẽ gặt hái thành công nếu kiên trì. Các bạn của tôi ơi, đừng chán trường và mất nhiệt huyết vì sẽ còn nhiều mùa vụ đến và có nhiều việc phải làm. Tôi vô cùng vinh dự và biết ơn vì đã có cơ hội đại diện cho tất cả các bạn trong cuộc bầu cử này. Mong Thượng Đế ban phước lành cho các bạn và nước Mỹ. Những câu nói Hillary Clinton khiến một nửa thế giới rung động. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ chỉ vài giờ, Hillary Clinton đã có bài phát biểu cá nhân gửi thông điệp đặc biệt đến toàn bộ phụ nữ trên thế giới. Gửi tới tất cả phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ, những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi muốn các bạn biết, sự cổ vũ của các bạn chính là niềm tự hào của tôi. Các cô gái trẻ thân mến, đừng bao giờ nghi ngờ giá trị và sức mạnh của bản thân. Các bạn xứng đáng có cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình. Bài phát biểu này cùng với những câu nói truyền cảm hứng sau đây là nguồn động lực mạnh mẽ dành cho các cô gái trẻ. Đầu tiên là hãy độc lập. Giả sử tôi có thể ở nhà, nướng bánh và uống trà, nhưng khi chồng tôi tham gia chính trị, tôi quyết định theo đuổi đam mê của mình. Thứ hai, phụ nữ đừng nhầm lẫn giữa công việc và cuộc sống. Bạn cần cân bằng trong cuộc sống. Thứ ba, mỗi người đều tự thuyết phục họ đã bầu chọn đúng người. Nhưng thực tế, có thể họ che giấu suy nghĩ rằng họ không thoải mái nếu một phụ nữ làm lãnh đạo. Mọi người đều có những định kiến mà chính họ cũng không nhận thức được. Thứ tư, mọi khoảnh khắc hối tiếc về quá khứ đều ngăn bạn tiến về phía trước. Trong thế giới hôm nay và ngày mai, chúng ta phải đi tiếp với nhau hoặc không gì cả. Thứ năm, đừng để những lời chỉ trích ám ảnh bạn. Hãy cố gắng học tập từ chúng nếu có thể và đừng ngần ngại bỏ qua nếu nó sai. Thứ sáu, luôn đặt ra những mục tiêu cao, làm việc chăm chỉ và quan tâm sâu sắc đến những điều bạn tin tưởng. Đừng dễ gục ngã trước khó khăn. Đừng để lời người khác nói khiến bạn không thể đi tiếp. Thứ bảy, không có công thức chung cho cuộc sống. Chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn những người phụ nữ hy sinh vì gia đình. Mọi phụ nữ đều xứng đáng có cơ hội mà Chúa Trời ban tặng. Thứ tám, nhân quyền là nữ quyền. Mọi phụ nữ đều có quyền phát ngôn và được lắng nghe. Thứ chín, phụ nữ là nguồn tài nguyên lớn nhất, chưa được khai thác trên thế giới. Thứ mười, phụ nữ khỏe mạnh và có học vấn, gia đình của họ sẽ hạnh phúc.
Nếu phụ nữ có cơ hội làm việc, kiếm tiền và thăng tiến trong xã hội, gia đình của họ sẽ thịnh vượng. Khi gia đình hạnh phúc và thịnh vượng, cộng đồng và quốc gia sẽ phát triển phồn thịnh. 11 là bạn phải tin tưởng chính mình. Bạn phải biết mình là ai, mình muốn sống thế nào, điều gì là quan trọng nhất, dựa vào chính bản thân để đưa ra quyết định cuối cùng. 12. Tôi luôn tin rằng phụ nữ không phải nạn nhân. Phụ nữ là hạt nhân của sự thay đổi. Họ điều khiển sự tiến bộ và tạo ra hòa bình cho thế giới. Tất cả chúng ta đều có cơ hội đấu tranh. Và 13. Giáo dục trẻ em nữ không chỉ là nhân quyền, mà còn là sự đầu tư quan trọng nhất cho tương lai. Nó là nền tảng để đẩy mạnh và nâng cao các giá trị và lợi ích của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, và dù bạn là ai trong cuộc đời này, hãy luôn độc lập và mạnh mẽ. Như Hillary, tin tưởng chính mình và không chùn bước trước khó khăn, bạn sẽ chạm tới ước mơ mình theo đuổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!